Chiều ngày 4 tháng 4, lãnh đạo phòng giáo dục quận Liên Triều Đà Nẵng cho biết đã tạm dừng hoạt động nhóm giữ trẻ mặt trời nhỏ ở 34 Hồ Sĩ Đống, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Triều sau khi vụ việc một cháu bé gửi tại đây có biểu hiện tím tái dẫn tới tử vong. Vào sáng ngày 3 tháng 4, chị Trương Thị Đê, chú ở tổ 9, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Triều, gửi con là cháu LTTK, sinh năm 2021, tại nhóm giữ trẻ mặt trời nhỏ, Tuy nhiên, tới 15 giờ 20 phút cùng ngày, cô giáo gọi dậy sau giờ ngủ trưa nhưng gọi mãi không thấy cháu tỉnh, nên cô giáo đã gọi cho cha mẹ đến đón ca để đưa đi bệnh viện. Gia đình đưa cháu ca đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Liên Triều rồi chuyển đến Bệnh viện Phụ Sản, Nhi, nhưng cháu đã tử vong. Gia đình cũng chia sẻ thêm, trong quá trình điều tra, khoảng 2-3 ngày trước đó cháu có sốt nhẹ vì mọc răng. Tuy nhiên, sáng thứ hai trước khi đến lớp, cháu không sốt, biểu hiện bình thường. Lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận cũng đã thăm và động viên gia đình cháu bé. Ông Nguyễn Thanh Lịch, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận liên triều cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện nhóm trẻ này đã tạm dừng hoạt động và tiến hành điều tra làm rõ. Sự ra đi bất thường của cháu bé là nỗi đau mất mát, đau thương vô hạn của gia đình hy vọng cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc để an ủi người thân nạn nhân tất cả những tin tức mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo